nói chói quá vậy trời. Nhận được đồ chưa? Gửi gọi ê, chị quấn lại thành một cục, nó nhỏ xíu à, không có bự. Tại vì đồ của em lụa mấy cái áo kiểu á, nó mỏng mỏng nhỏ nhỏ không mà chị quấn lại gọn lắm, nên chị gửi hết luôn á. Chỉ có thu tiền phí thôi. Thank you.
xinh nè mọi người ơi. Tầm này em bán hết rồi mà, tại vì cái đơn này của khách em giữ lâu lắm luôn rồi á. Em xả cho mọi người đây. À, như ta 30.000. Ai lấy đầm hoa Quảng Châu chứ em. Đầm hoa Quảng Châu mỗi lần mặt ra đứa hoa xinh luôn á. Này hả, 50kg dừa. 50kg dừa. Thấy cưng lắm. 30.000 thôi. Ai lấy trước đầm 30. Để che cái màu đen, không màu đen nhiều nó chói. Ok Kiều Linh. Trời, tại vì nó bị tồn hàng quá trời nhiều, người ta gửi nhiều quá đó. Nó là gán chút xíu. Sao là chưa có chuyển tiền nên là nó bị sốt nằm ở ngoài, chị không có để trong cái bạch tết, cái chị cũng quên luôn. Đây một cái quần thun nha, quần thun của mì dạng thể thao nè, rồi đẹp quá, 25.000 luôn. Quần của mì giùm em, quần này về mặc với áo dây, áo thun trắng, áo thun xanh thì cũng đẹp em. Có bò chân nè, xanh đen. Ai lấy quần chú quần 25. Em hết quần rồi mọi người ơi. Rồi áo thun giấy. Áo thun giấy 15.000. Thun giấy 15.000 giùm em. Áo thun giấy chứ thun giấy 15.000. Áo thun giấy 15.000 mặc mát không thấy lo chẳng gì. Nay mua đồ nữa nha. Không, quần chỉ comment sao quá chị yêu ơi. Đây quần chip hàng cao cấp nè mọi người. Đây 10.000 một cái nha. Ai lấy quần chốt quần giùm em. Quần này hàng rất là đẹp luôn. 10.000 một cái. Quần chip 10.000 một cái. Ai lấy quần chốt quần giùm em. Rẻ ơi là rẻ mà hàng đẹp lắm nha. Em cũng mừng luôn á thiệt. Chứ gì đâu mà tới rồi, tới lâu luôn rồi đó. Mà nó cứ báo là không có gọi được không à. Đây lấy quần chip chú, quần chip giùm em. Ba cái màu sáng ha, bỏ cái màu đỏ ra. Ủa
cái vật này. Trời má, một cái quần này nó đẹp. Quần sọc màu tím nha, ở ngoài màu này là trắng da lắm. Size này là size M. Size cho mấy chị 25.000. Ai lấy quần tím, chốt quần tím cho mẹ. Quần đùi tím mặt lưng rất là cao luôn á. Chị đây. Quần đùi tím size cho mấy chị 25.000 size M. Lưng siêu cao nha mọi người. Ai lấy quần chốt quần nha. Cái đầm dập ly bi này dễ thương nè. Đầm bi dập ly giùm em nha mọi người, 30.000. Bi dập ly. Em này là eo thun mới chỉ 60kg lại vừa luôn. Đó, eo thun đẹp luôn ha. Ai lấy bi chút bi giùm em. Đầm bi 30. Đây, trời ơi, xả được ba cái quần luôn nè. Đầm bi cho chị Nguyễn Thị Nga. Em hết rồi chị Nhi. Ai quần ngốn nha mọi người, hàng hiếm nè. 25.000 một quần. Ai lấy chứ em, chốt rất là đẹp luôn á. Quần ngố 25.000 một quần nha. Ai đó quần chút quần giùm em. Bữa giờ bà cái quần ngố này mới xả ra được á. Quần cho Kiều Linh. Mặc với áo không quá sơ mi phơm rộng nhưng cũng đẹp. Ai lấy ngố chút ngố giùm em. 25.000.
thun này giải đẹp quá, form bự luôn. Áo đỏ Fendi, áo đỏ Fendi 29.000. Áo đỏ Fendi 29.000 giùm em. Này ở ngoài là đỏ sậm nha, ở đây nó hơi cháy một xíu. Áo này form rộng nè chị Nhi, 29.000. Cam ở ngoài đẹp lắm luôn mà lên đây nó hơi nhẹ. Ai sơ mi giúp sơ mi giùm em 29. Có cái độ gài nữa. Cái tay này có độ gài nút nha. Lấy sơ mi giúp sơ mi 29.000. Gắn có màu
màu với con hồng. Mấy cái này á, để chắc có mấy bộ đồ đuổi chứ mấy con bự. Con này nó vừa vừa. À lấy gấm, chung gấm giùm em 85 nghìn. Xịn hơn, sale 75 nghìn.
em. XL thì ta 75.000. Có trắng có đen nha, ai lấy chứ vậy? Sơ mi đang mặc là 29.000. Lấy cái đó màu đen đi, ok. Thank you.
hỏi hoài luôn, ngày nào chị cũng hỏi hết trơn á, mà không có chỗ nào nhận giao hết trơn, chị cũng không biết đường luôn á. Đây cái bộ này phơm bự nè mọi người, pyjama này phơm bự, bữa hổm là 139 ngàn, hôm nay em xả luôn cho mọi người 100 ngàn luôn, xả lỗ luôn. Ai nói bộ hồng chứ bộ hồng thì em sale lỗ luôn là cho hết luôn. Bộ này nhập tới 120 lần á, xả cho mọi người 100 ngàn. Ai nói bộ lụa chứ bộ lụa đi em. Ủa vậy hả? Chỗ ở Sài Gòn rồi mình
nhiều quá vậy? Có 65 ngàn thôi trời ơi. Em có hai bộ rồi đó, ai lấy bộ 3D chút bộ 3D cho em 65k. Nó ơi nó bự nè. Giải 3D nha. Đẹp cực kỳ luôn, có hai bộ à. Nghe hai bộ luôn. Reform bự ghê.
cài tóc hả chị? Có, cài tóc em đang đeo là hôm trước mới bán nhiều ta, 55.000. Nam sale luôn đó chị, 40 luôn. Cài à, đang cài nè. Ủa đậm đẹp quá nè mọi người. Má ơi cái đầm sang quá vậy. Đầm nha, lấy đầm chút đầm giùm em 25.000. Cái đầm đẹp như điện luôn. Đầm xòe 25k. Ai lấy đầm chút đầm giùm em. Em ướp hình nhiều mẫu lắm á chị. Đầm em có màu hồng với màu nâu nè. Màu nâu này là size bự nha. Chút áo. Dù áo này bự lắm á Như, quốc đi.
ông ta mặc vô thấy kiểu luôn rồi đó. Hỏi thì bo hả? Có một màu chị yêu 25.000 à chị Chưa Ngọc Quỳnh Hoa. Chị quý vô, chị quý có 25.000 thôi mà thấy cưng ghê luôn á. Áo van đào. Thấy trên đầu mình như có rồi. Có đồ cargo không? Không có. Có rồi chị Hoàng Anh ơi. Thấy chưa? Thấy kiểu chưa? Ơi cái tay dễ thương lắm luôn á, nhúng là nhúng trên xuống luôn. Còn nút gà đi nha, tại là biến gà. Dạ gọi chị yêu ơi, lấy gọi á. Còn hai cái, ba cái nữa nè mấy chị. Ngoài chốt kìa, hết kìa.
giữa nhúng 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 nhúng. Xong 15 thì chẳng gì. Sáng 20 á, sáng chút sáng của em sáng này đẹp lắm á. Sáng gì luôn. Bởi vì rất là đẹp luôn, chất này giống như chất kaki nha mọi người. Khoác hồng 45.000. Ai nó khoác hồng cho em 45k. Ôi đẹp lắm. Trời ơi con này áo vậy mới giá. Áo nhũ 25.000. Áo nhũ 25 cổ nè. Xinh lắm, xinh lắm. Khoác cho chị Nhi nè. Ủa khoác cho chị Nhi. Cái đầu này nó không vui rồi. Chị ơi, chị Phương hồng là áo khoác hay là áo kiểu gì vậy? Thank you.
có xám nè mọi người. Xám này xám đậm đẹp nha, xám đậm lên form siêu đẹp luôn á. Xám 20 giùm em. Xám 20 giùm. Xám chị Nhi luôn. Rồi cái màu tím ở ngoài nó đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Mà lên đây cái màu, cái màu tím này ở ngoài đẹp lắm. Tím 20 nè, ai chứ mẹ. Xám chị Nhi. Mấy cái này nhập sĩ bình thường là 35 á. Tím này ở ngoài đẹp lắm mà sao lên đây cái màu kỳ vậy. Ở ngoài nó là tím than đó mọi người, giống như xôi vậy đó. Ai trắng luôn. Em có trắng luôn nha, 20.000. Có tím nè, có trắng nè. Có đen nữa. Ai đen luôn. Ai lấy đen chút đen giùm em. Tím, trắng, đen. Hồng, cam, nâu, đen chị Nhi là 20.000 một áo. Hồng, cam, nâu luôn. Nâu chi kiến. Trắng, tím. Đẹp nè mấy chị, màu cam siêu đẹp luôn. Ai lấy cam chút cam gì em. 20.000. Cứu em bộ đuổi mọi người, bộ đuổi sale 70. Ai lấy bộ đuổi chút bộ đuổi nha. Đuổi này còn màu xanh với màu vàng. Bộ đuổi xanh với vàng. Sale 70. Ai lấy đuổi chút đuổi giùm em. Cam cho chị vô. Chị ngắm. 20. Ấy mặc cộng cái cuối cùng này chị, 25.000 hốt luôn đi. Em cởi ra. Còn có một cái nữa hết nè. Xong này cho chị Hân em. Có màu vàng nữa trời, màu vàng cũng đẹp nè, út luôn nguyên. Bữa nay sale rẻ có 70.000 nè. Ok chị. Cái này đẹp lắm nè, 55.000 à. Bộ đuổi em còn một bộ vàng duy nhất nha, lấy đuổi chút đuổi cho em đi. Đây bộ đuổi có một bộ vàng. Ok lấy luôn nha.
cái áo đen mặc đó hả? Ok, sọc thanh thông. Trời ơi, đầm ngủ nha, đầm ngủ trái cây là 25 nghìn.
bự lắm á. Làm ngủ hay lâm? Ai đang ngủ chứ ngủ. Làm nha, Nguyễn Ngọc Thanh Thanh. Đây em đang mặc cũng đẹp lắm.
ăn thôi, chị lấy áo 15 đó hả? Trời ơi, cái này nó L ba ơi, tôi đọc S M X L comment L có liên quan luôn á. Trời ơi, cái form đẹp cực kỳ, mà tại vì em đang mặc cái quần ở trong nó bị độn á. Đúng rồi, chị Nhi có một cái bà đen.
30 là như L vậy đó, xả 50 nè. Anh lấy tay đen, chút tay đen giùm em. Hai nút luôn, form đẹp như điện.
Áo nam XL 25.000. Áo nam có bao? XL 25.000. Ai lấy nam chút nam gì đi. Quần tây này là size 2XL xả cho mấy chị 45.000. Quần tây 2XL 45.000. Áo chị đang mặc hả? Không biết giải gì nữa, nó không có giống nỉ, nó không có dày giống nỉ mà nó đẹp lắm. Áo đang mặc như vậy. Nó không có dày giống như nỉ. Ôi em mặc cái mẫu này hợp á, như có màu trắng màu đen. Bộ mì 75.000. Có nâu, có xám, có đen.
Size khó bán lắm. Có size luôn khó bán. Trời, hồi lúc trước cũng bán dép rồi lum hết trơn. Mà thấy nó khó quá. Giờ không biết sao, chắc nó trả về quá. Trời ơi, cái này xinh quá, có một cái duy nhất luôn á, 75.000. Một cái duy nhất, 75k. Ai à, lấy trước đi. Có bộ này là như ơi. Có bộ dây baby doll hoa cúc. Nhưng tao quên này. Baby doll hoa cúc 60. Ồ, để họ chị vô coi lại. Nhưng mà nó nói là nó không có giao cho em hả, nó trả về hả. Đây, bộ này là bộ quần quần lửng nha, dễ thương lắm. 60.000 giải cực kỳ đẹp. Bộ hoa cúc baby doll. Thôi để một họ có gì nhắn cho nhắn tin đi. Để họ like xong rồi chị kiểm tra chị bán. Ai bộ lụa nha. Còn một bộ cuối cùng 45.000. Chị lấy quần trắng này nha chị yêu. Bây giờ em đâu có lấy gì quần trắng đâu ta. Khá khéo xinh. Bộ gắm có màu hồng, hồng nâu với hồng đậm. Gắm có hồng nâu với hồng đậm. Cái này là quần đuổi mặt nhà dạng lửng ha, 25.000. Phía sau có lưng thun nè. Quần đuổi. Ai đuổi chút đuổi. Ống rộng lửng 25.000. Chị đi qua chị lấy quần trắng nào vậy? Mà hồng đậm đây. Hồng đậm như mặt trắng nè. Giá vừa chị, quần nó rộng với lại lưng thun phía sau nữa, thơm bự lắm. Cái này ship rồi được. Ok nha.
trắng với màu vàng. Bao đầy thông bu zip như vậy nè, 30.000. Chị Biển Hòa ơi, em thấy chị mà ủng mà hồi em trả lời mà. Mà sao chị không nghe ta? Bao đầy gì anh thông bu zip? 30.000. Thank you.
Ai coi cài không? Coi cài không mọi người? Quần đuổi. Quần đuổi giá 25.000. Ở đó quần đuổi chứ quần đuổi 25. Quen cái lông trắng. Ủa ơi,
lông trắng bự nha, lông trắng bự 55. Nơ, nơ đỏ với nơ đen. Nơ đỏ nơ đen này là 45.000. Nơ xanh xanh bơ 45 luôn. Cái bính, bính 45 còn màu vàng với màu 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 nâu. Rồi đó xong rồi đó. Xong rồi đó mọi người. Hết rồi đó, có nhiêu mẫu đó. Sao vậy trời?
Bà đừng nói khúc đó đi đâu mất tiêu. Hai áo trắng này em còn cái nữa chị. Áo trắng 55 ngàn siêu đẹp luôn. Ai lấy trắng 55 chứ mẹ. Chị chú, sao dễ thử quảng cáo quá trời luôn. Để lên lại cho coi. Tuy có mát ta. Hai bộ gắm tay dài quần dài có màu hồng với màu nâu nè. 85 ngàn. Cái chai mà em không đi. Hai bộ gấm nè, gấm chữ F đẹp lắm. Có 85 ngàn thôi. Tay dài quần dài màu nâu với màu hoàng hồng. Em thấy chị Nhi nè. Chị Nhi đã vô comment lấy gì không? Sao em không thấy gì luôn á? Chuẩn bị nghỉ luôn. Bánh hết đen rồi chị. Có màu mà nâu đẹp á. Đây bộ gấm ra đây chứ nha. 85 ngàn. Hồng với nâu. Quần xám size M còn cái size 50. Ai lấy quần xám chứ quần xám gì em? Quần xám siêu lưng cao size M. Có giãn nhiều nha. Rồi nhảy nha mọi người. Ồ ngố bên em bị ế rồi kìa. Ngố xả nó bị ế. Ngố 25 ngàn một quần. Ai lấy quần ngố chốt gì đi. Quần ngố 25 ngàn. Ngố 25. Áo baby doll mà
đon màu đỏ đô 15.000. À đây á. Quần tây đen nha. Trời, ở đâu còn sót không?